Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh vừa tổ chức đại hội lần thứ 20, nhiệm kỳ 2022-2024. Tham dự đại hội có 120 đại biểu đại diện cho gần 3.000 đoàn viên thanh niên toàn trường. Trong giai đoạn 2020-2022, do dịch bệnh COVID-19, đa số cán bộ, giảng viên, sinh viên đều làm việc và học online trực tuyến. Tuy nhiên, công tác đoàn và phong trào thanh niên của trường vẫn đạt được nhiều thành tích nổi bật. Ban chấp hành toàn trường đã tích cực tiên phong trong công tác chống dịch COVID-19, kịp thời thăm hỏi, tặng quà, động viên các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Văn Lâm, xã hội hóa xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em ở xã Minh Hải, Đình Tù, Trương Trắc, phát động phong trào Ngày Chủ nhật Xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện. Tại đại hội đã bầu 21 thanh niên ưu tú vào ban chấp hành toàn trường nhiệm kỳ 2022-2024.